chào tất cả các con hôm nay cô lại hướng dẫn chúng mình vẽ một loại hoa rất đẹp đó là hoa hướng dương đấy để vẽ được hoa hướng dương các con cùng quan sát bông hoa hướng dương với cô nào hoa hướng dương thường có rất nhiều cánh và cánh hoa hướng dương thì thường màu vàng nhụy của hoa hướng dương thì to hơn các loại hoa khác và nó thường có màu nâu đấy các con ạ à. còn lá hoa hướng dương thì có dạng của hình trái tim bây giờ chúng mình sẽ cùng vẽ bông hoa hướng dương nhé trên trang giấy chúng mình vẽ một hình bầu dục ở phía trên đó chính là nhụy của bông hoa hướng dương đấy các con ạ à. lần lượt chúng mình sẽ vẽ các nét xiên ở trong hình bầu dục một nét xiên hai nét xiên ba nét xiên và bốn nét xiên các con chú ý nếu các khoảng cách của các nét xiên đều nhau thì hình nghị của bông hoa hướng dương sẽ đẹp hơn tiếp theo chúng mình lại vẽ một nét xiên nữa ở hướng ngược lại nét xiên thứ hai nét xiên thứ ba và nét xiên thứ tư sau khi vẽ xong tất cả nét xiên thì nhị của bông hoa hướng dương chúng mình sẽ thấy có rất nhiều hình thoi ở bên trong các con nhé bây giờ chúng mình sẽ vẽ cánh này một nét cong làm cánh của hoa hướng dương nét cong này các con nhớ là vẽ liền vào với hình bầu dục nhé ba cánh hoa hướng dương bốn cánh hoa hướng dương các cánh hoa cứ lần lượt xếp cạnh vào nhau và sát vào hình bầu dục lần lượt con vẽ các cánh hoa hướng dương đều là những nét cong này. Cứ như thế, các con sẽ vẽ kín hết phía bên cạnh ngoài của hình bầu dục. Thế là chúng mình đã vẽ xong các cánh hoa hướng dương rồi đấy các con ạ. À. Bây giờ chúng mình sẽ vẽ cuống của hoa hướng dương nhé. Các con sẽ vẽ cuống bằng hai nét sổ thẳng rồi chúng mình dùng một nét ngang nhỏ xinh ở phía dưới nối chúng lại với nhau, thế là chúng mình đã được cuống của bông hoa hướng dương rồi. Và lá của hoa hướng dương thì chúng mình sẽ vẽ hình trái tim xinh xinh ở bên cạnh. Vậy là chúng mình đã có được hai lá của hoa hướng dương đấy. Bây giờ nhiệm vụ của các con là nối lá của hoa hướng dương với thân của nó bằng những nét cong thôi. Sau khi đã vẽ xong bông hoa hướng dương hoàn chỉnh Chúng mình sẽ đi đến tô màu nào Hoa hướng dương thì cánh chúng mình tô màu vàng nhé Cứ từ lần lượt các con tô màu vàng cho các cánh Các con tô từ từ Không trờm ra ngoài Nhớ là chỉ bên trong của cánh thôi Và cũng không để lại các nét trắng Khi các con tô đậm này tô đều Thì cánh của bông hoa hướng dương sẽ rất là đẹp các con ạ lần lượt như thế chúng mình sẽ tô hết màu vàng cho cánh của bông hoa hướng dương nhé sau khi tô xong cánh của bông hoa hướng dương thì chúng mình sẽ tô đến gì nhỉ đó là chúng mình sẽ tô đến nhụy của bông hoa hướng dương đó thường là màu nâu các con ạ màu nâu đậm nhé và cuống thì chúng mình sẽ tô màu xanh lá cây đậm. Tương tự như thế với cuống của lá của hoa hướng dương. Còn lá của hoa hướng dương thì chúng mình sẽ tô màu xanh lá cây non hơn, tươi hơn. Một chiếc lá của hoa hướng dương đã hoàn thành. Các con nhớ là tô chậm, tô kỹ và không trồm ra ngoài thì hình sẽ đẹp nhé. Vậy là các con đã tô xong bông hoa hướng dương cùng với cô rồi đấy bông hoa hướng dương rất là đẹp và chúng mình có thể trang trí ở khắp nơi trong nhà của chúng mình. Bài học của chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con trong những buổi học lần sau. Thân ái chào tất cả các con.